phần việc kế tiếp nhé, để chúng ta sẽ đi thiết lập cái phương trình về mối quan hệ giữa y và x, tức là mối quan hệ đây. Phần đã đi qua trên cái hành trình này thì ở cái vị trí này vạch độ của nó x, tung độ nó y đấy, thì mối quan hệ giữa x và y như thế nào, người ta gọi là cái phương trình quỹ đạo của chuyển động. Thì theo phương ngang thì chúng ta nhớ là nó ở cái vị trí x nào đó, x chính là cái quãng đường bộ đoạn OX đây, thì nó chuyển động thẳng đều mà. Nó chuyển động thẳng đều thì ta cứ gọi cái thời gian đó là một t giây nào đó đi. Nếu vậy thì x sẽ bằng quãng đường sẽ bằng vận tốc nhân thời gian, vận tốc sẽ là v0 nhân với cos alpha, v0 nhân với cos alpha nhân với t, t giây nào đó trên cái hành trình để chuyển động đấy nhé. Còn theo phương thẳng đứng thì y bằng gì? Đoạn dưới nó chuyển động nhanh, từ đây đến đây nó chuyển động nhanh dần đều được, à, chậm dần đều đúng không? Trên xuống nó chuyển động nhanh dần đều. V0t vận tốc ban đầu theo phương thẳng đứng là V0 nhân sin alpha, V0 nhân sin alpha nhân với t đấy, trừ 1 phần 2 g t bình, nhớ là chậm dần đều mà, g nhân với t bình. Thế thì để thiết lập mối quan hệ giữa y và x thì ta tinh mắt ta quan sát một chút, giữa chúng đều có mối quan hệ thông qua cái đại lượng t trên từ trên cái phương trình trên, ta rút t ra, t sẽ bằng x xì chia cho v0 nhân cos alpha. Nếu vậy thì ta thế t vào đây thì ta sẽ được y bằng gì? Y bằng v0 nhân sin của alpha, được chưa? Nhân với t tức là nhân với x xì trên v0 nhân với cos alpha trừ đi 1 phần 2 g nhân với t tức là nhân với t bình tức là nhân với x xì bình chia cho v0 bình nhân với cos bình của alpha, hay mình viết cho nó gọn gàng lại, y bằng gì? Y khi đó sẽ bằng g chia cho trừ đi g chia cho 2v0 bình nhân với cos bình của alpha tất cả nhân với x bình. Thì viết cái phần này trước nhé, cái phần này thì viết sau. Cộng với v0, với v0 ở đây là hết mất rồi đúng không? Sin alpha trên cos alpha thì là tan alpha cộng với tan của alpha. Đấy, ta có được cái phương trình này. Em trong quá trình thiết lập ấy, thì em hiểu cái cách thiết lập thôi. Còn em cũng đi kiểm tra lại từng cái động tác một mà thầy làm. Chưa chưa chắc là những cái động tác thầy tính toán này nó đã đúng một cách tuyệt đối đâu. Cái quan trọng nhất thì muốn em nắm được cái hướng, rồi sau đó em tự thiết lập lại. Tự thiết lập lại nó vững chắc kiến thức hơn. Và tự thiết lập lại biết đâu phát hiện chỗ nào đó thầy tính nhầm. Được chưa? Thì đây chính là cái phương trình quỹ đạo chuyển động. À, g là con số cụ thể, v0 là con số cụ thể, alpha là con số cụ thể, thì cái trong quặc này sẽ là con số cụ thể. Alpha đây cụ thể thì tan alpha con số cụ thể. Có nghĩa là đại khái thay các g, v0, alpha các thứ là con số đã biết thì thể lấy một cái ví dụ như ra được y bằng trừ 5x bình cộng với 4x chẳng hạn. Đấy, y bằng trừ 5x bình cộng 4x, thì lấy ví dụ như vậy chẳng hạn. Thì có nghĩa rằng là lúc đó chúng ta đã chứng minh được đồ thị của nó là một cái parabola. Vì chúng ta biết là cái phương trình tổng quát trong toán đấy, chúng ta biết là phương trình tổng quát của cái parabola có dạng là y bằng, trở thể là cái viễn phân. Parabola thì có phải là y bằng, thì viết chéo này đây nhé, ax bình cộng bx cộng c. Đấy, đúng không? Đây là phương trình của một parabola. Thì đây của chúng ta có đúng là parabola không? Có đấy chứ. Y bằng 5x bình cộng 4x cộng với 0, cái phần không còn lại được không? Thì ta đã chứng tỏ được thứ nhất, quỹ đạo chuyển động của nó là một cái parabola. Thứ hai là chúng ta vạch ra được cái parabola cụ thể, chúng ta vạch được cái quỹ đạo cụ thể.
Với cái chuyển động cụ thể, ta viết được cái phương trình quỹ đạo cụ thể thì chúng ta sẽ biết là nó sẽ đi theo cái quỹ đạo nào. Và từ cái chuyện là nó đi theo quỹ đạo nào thì chúng ta sẽ biết được là vậy thì đâu là những điểm mà nó có thể đi đi qua và đâu là những điểm mà nó trên cái hành trình đó, đâu là những điểm mà nó không đi qua. Đúng không? Đấy. Thì đấy là những cái nét cơ bản nhất về chuyển động ném xiên em nhé. Thì có thể là thời gian nó hơi gấp gáp vì ngay sau đây thì bận một số việc cho nên thầy giảng với cái tốc độ nó cũng hơi nhanh và có một phần hơi bị phân tâm với công việc mà lát nữa thầy đang chuẩn bị phải làm, cho nên là có thể nó sẽ hơi nhanh một chút, hơi khó hiểu một chút. Thì đến thứ bảy cái tiết, sáng thứ bảy cái tiết thì em cứ theo dõi bài giảng này đi. Xong đến sáng thứ bảy cái tiết thì thầy chúng ta sẽ có hai việc. Một là nếu như cái đoạn nào ở đây em chưa hiểu thì thầy sẽ giải thích tiếp. Và thứ hai là chúng ta sẽ đi đối chiếu một số cái thuật ngữ tiếng Anh tương ứng, ví dụ nhanh dần đều là gì, chậm dần đều là chi, rồi chuyển động thuận gia tốc, rồi rồi các cái đại lượng, các cái tên gọi nói chung bằng tiếng Anh nó được gọi là gì thì chúng ta sẽ khớp nối nó ở cái buổi học sau em nhé.